Thầy chào các em. Hôm nay, thầy sẽ đồng hành cùng các em trong chương trình dạy học trên truyền hình môn toán lớp 4. Để tiết học đạt hiệu quả, thầy đề nghị các em cần chuẩn bị đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập, ngồi học ngay ngắn, đúng tư thế, tập trung theo dõi nội dung bài học và thực hiện tốt các nhiệm vụ học tập khi thầy yêu cầu. Các em đã sẵn sàng chưa? chúng ta cùng bắt đầu tiết học. Trước tiên, chúng ta cùng đến với hoạt động khởi động. Ở hoạt động khởi động, các em hãy trả lời các câu hỏi sau. Câu 1. Có 3 quả quýt và 5 quả cam. Vậy, tỷ số của số quả cam và số quả quýt là? Có 4 phương án gợi ý trả lời. A. À, 3,5. B. 3,8. C. 5/3. D. 5/8. Các em hãy chọn phương án trả lời đúng của câu hỏi này nhé. Chắc hẳn câu hỏi này sẽ không làm khó được các em phải không nào? Đáp án đúng của câu hỏi này đó chính là C. 5/3. Vì sao đáp án C 5 phần 3 lại là đáp án đúng? Các em thấy có 5 quả cam và 3 quả quýt. Vậy tỷ số của số quả cam và số quả quýt sẽ là 5 phần 3. Thầy có lời khen dành cho những bạn có câu trả lời đúng. Tiếp theo, chúng ta cùng đến với câu hỏi số 2. Câu 2. Tỷ số của số quả cam và số quả quýt là 5 phần 3. Tỷ số này cho ta biết điều gì? Các em hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi này nhé. Các em đã có câu trả lời chưa? Chúng ta cùng xem đáp án. Tỷ số của số quả cam và số quả quýt là 5 phần 3. Tỷ số này cho ta biết số quả cam bằng 5 phần 3 số quả quýt. Hiểu đúng ý nghĩa của tỷ số sẽ giúp các em giải được các bài toán có liên quan đến tỷ số. Thầy có lời khen dành cho những bạn có câu trả lời chính xác. Ở hoạt động khởi động từ hai số cho trước, các em đã tìm được tỷ số của hai số đó. Vậy ngược lại, nếu chúng ta biết tỷ số của hai số biết thêm tổng của hai số thì chúng ta sẽ tìm hai số đó như thế nào các em sẽ được tìm hiểu điều đó và bài học ngày hôm nay đó là bài tìm hai số khi biết tổng và tỷ số của hai số đó thầy mời các em mở sách giáo khoa toán lớp 4 trang 147 148 đồng thời các em hãy ghi tên bài học vào vở của mình đó là bài tìm hai số khi biết tổng và tỷ số của hai số đó. Mục tiêu của bài học ngày hôm nay đó chính là giúp các em giải được bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó. Vậy, cách giải dạng toán này như thế nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu ở hoạt động khám phá. Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu bài toán 1 bài toán 1. Tổng của hai số là 96. Tỷ số của hai số đó là 3 phần 5. Tìm hai số đó. Các em hãy đọc kỹ lại đề bài để xem bài toán cho biết gì và bài toán hỏi gì nhé. Các em thấy đấy, bài toán cho biết tổng của hai số là 96 tỷ số của hai số đó là 3 phần 5 và yêu cầu chúng ta tìm hai số đó. Các em ạ, à, bài toán cho biết tổng của hai số, tỷ số của hai số và yêu cầu chúng ta tìm hai số đó chính là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và tỷ số của hai số đó. Vậy, cách giải dạng toán này như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu tiếp để giải bài toán này, chúng ta cần phải tóm tắt bài toán bằng sơ đồ đoạn thẳng. Các em thấy, tỷ số của hai số đó là 3 phần 5. Cho ta biết điều gì? Tỷ số này cho chúng ta biết. Số bé sẽ bằng 3 phần 5 số lớn. Hay, nếu ta coi số bé là 3 phần bằng nhau, thì số lớn sẽ là 5 phần như thế. Dựa vào tỷ số này, chúng ta có thể tóm tắt bài toán bằng sơ đồ sau. Số bé, thầy sẽ biểu thị là đoạn thẳng gồm 3 phần bằng nhau. Số lớn sẽ là đoạn thẳng gồm 5 phần như thế. Các em lưu ý, điểm bắt đầu của các đoạn thẳng biểu thị số bé và biểu thị số lớn cần phải được đặt thẳng cột với nhau. Qua, các đoạn thẳng này cần phải được chia thành những phần bằng nhau. Tổng của hai số là 96. Bài toán yêu cầu chúng ta tìm hai số đó, nghĩa là chúng ta phải đi tìm số bé và đi tìm số lớn. Như vậy, thầy đã tóm tắt xong bài toán. Thầy sẽ dựa vào sơ đồ này để giải bài toán. Các em thấy 96 là tổng của hai số. Xem trên sơ đồ, các em thấy 96 ứng với tổng bao nhiêu phần bằng nhau đây? Chính là 8 phần bằng nhau phải không nào? Ta thực hiện phép tính nào để được 8 phần bằng nhau này? Ta chỉ cần lấy 3 phần của số bé cộng 5 phần của số lớn, ta tìm được tổng số phần bằng nhau là 8 phần các em lưu ý, chúng ta cần ghi đúng đơn vị ở bước tìm tổng số phần bằng nhau này. 96 ứng với 8 phần bằng nhau. Vậy giá trị một phần sẽ là bao nhiêu? Ta chỉ cần lấy 96 chia 8 bằng 12, đúng không nào? Số bé là 3 phần bằng nhau mà giá trị một phần là 12. Vậy số bé sẽ là 12 nhân 3 bằng 36. Tổng của hai số là 96. Số bé là 36. Vậy làm thế nào ta tìm được số lớn? Số lớn sẽ là ta sẽ lấy tổng của hai số là 96 trừ đi số bé là 36. Ta tìm được số lớn là 60. Viết đáp số là các em đã hoàn thành bài giải rồi. Các em lưu ý, bài toán yêu cầu chúng ta tìm hai số đó. Nên ở đây, các em cần phải ghi rõ giá trị của số bé là 36, giá trị của số lớn là 60. Khi thực hiện bài giải này, chúng ta có thể gộp hai bước. Đi tìm giá trị một phần và tìm số bé thành một bước đi tìm số bé. Các em có thể nêu phép tính gộp của hai phép tính này được hay không? Đó chính là 96 chia 8 nhân 3 bằng 36. Các em thấy trong phép tính này 96 chia 8 chính là bước đi tìm giá trị một phần. Lấy giá trị một phần nhân với 3 Chính là số phần của số bé. Ta sẽ tìm được số bé là bà 16. Như vậy, chúng ta có thể trình bài bài giải như thế này. Vậy là, để hoàn thành bài giải này, chúng ta đã thực hiện những bước nào? Các em cùng xem lại nhé. Bước 1. vẽ sơ đồ Bước 2 tìm tổng số phần bằng nhau bằng cách ta lấy số phần của số bé cộng số phần của số lớn. Bước 3, tìm số bé. Ta sẽ lấy tổng của hai số chia cho tổng số phần bằng nhau để tìm giá trị một phần. Lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé ta sẽ tìm được số bé. Bước 4, tìm số lớn. Ta sẽ lấy tổng của hai số trừ đi số bé ta tìm được số lớn. Đến đây, liệu có bạn thắc mắc là bạn có thể tìm số lớn trước, số bé sau được hay không? Câu trả lời là có các em ạ. À. Tương tự như cách chúng ta vừa thực hiện để tìm số bé, các em có thể tìm số lớn trước, số bé sau. Các em hãy áp dụng những bước giải này để tìm hiểu tiếp bài toán số 2 nhé. Bài toán 2. Minh và Khôi có 25 quyển vở. Số vở của Minh bằng 2/3 số vở của Khôi. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu quyển vở? Các em hãy đọc thầm lại đề bài để xem bài toán cho biết gì và bài toán hỏi gì. Các em thấy đấy, bài toán cho biết Minh và Khôi có 25 quyển vở Nghĩa là tổng số quyển vở của Minh và Khôi là 25 quyển Bài toán cũng cho biết số vở của Minh bằng 2 phần 3 số vở của Khôi Như vậy, tỷ số của số quyển vở của Minh và Khôi đó là 2 phần 3 Các em thấy đấy, có nhiều cách để diễn đạt tổng và tỷ số của hai số. Vì vậy, chúng ta cần đọc kỹ đề bài để hiểu rõ hết những gì mà đề bài cho biết nhé. Bài toán hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viễn vở, nghĩa là yêu cầu chúng ta phải đi tìm số viễn vở của Minh và số quyển vở của Khoi. Như vậy, bài toán này cũng thuộc dạng toán tìm hai số khi biết tổng và tỷ số của hai số đó. Các em hãy áp dụng các bước giải tìm hai số khi biết tổng và tỷ số của hai số đó như ở bài toán 1 để giải bài toán 2. Mời các em suy nghĩ và làm bài. Sau đây, chúng ta cùng xem cách dạy bài toán 2. Bước 1. vẽ sơ đồ. Các em thấy tỷ số của số quyển vở của Minh và Khôi là 2 phần 3. Nghĩa là nếu ta coi số vỡ của Minh là 2 phần bằng nhau thì số vỡ của Khôi sẽ là 3 phần như thế. Dựa vào tỷ số này ta có thể tóm tắt bài toán bằng sơ đồ sau. Số vỡ của Minh thầy sẽ biểu thị là đoạn thẳng gồm hai phần bằng nhau. Số vỡ của khôi, thầy biểu thị là đoạn thẳng gồm ba phần như thế. Các em lưu ý, điểm bắt đầu của các đoạn thẳng biểu thị số vỡ của minh và số vở của khôi cần phải được đặt thẳng cột với nhau và các đoạn thẳng này cần phải được chia thành những phần bằng nhau. Ta thấy số vỡ của minh số vợ của Khôi. Vì vậy, số vợ của Minh chính là số bé, còn số vợ của Khôi chính là số lớn. Các em cũng cần lưu ý là hiểu đúng tỷ số của đề bài để vẽ sơ đồ cho chính xác. Từ đó, đi tìm số quyển vợ của mỗi bạn cho đúng. Tổng số quyển vợ của hai bạn là 25 quyển. Các em cũng cần lưu ý là chúng ta phải ghi đầy đủ đơn vị vào sơ đồ luôn nhé. Bài toán hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viễn vở? Nghĩa là chúng ta phải đi tìm số quyển vở của Minh và đi tìm số quyển vở của Khôi. Như vậy là thầy đã tóm tắt xong bài toán. Bước 2, tìm tổng số phần bằng nhau. Ta sẽ lấy hai phần của số quyển vở của Minh cộng với 3 phần của số quyển vở của Khôi ta tìm được tổng số phần bằng nhau là 5 phần. Các em cũng cần lưu ý là ghi đúng đơn vị ở bước tìm tổng số phần bằng nhau này. Bước 3. Tìm số bé. Như trên chúng ta đã phân tích, số bé chính là số vỡ của mình. Vậy làm thế nào ta tìm được số vỡ của mình? Các em thấy 25 quyển vở ứng với 5 phần bằng nhau. Vậy giá trị một phần sẽ là bao nhiêu? Ta sẽ có 25 chỉ 5 bằng 5 quyển. Lấy giá trị một phần nhân với 2 chính là số phần của số vở của mình. Ta tìm được số vở của mình là 10 quyển. Các em cũng cần lưu ý khi tìm số quyển vở của mỗi bạn thì chúng ta cần ghi đúng đơn vị Bước 4. Tìm số lớn, tức là số vỡ của Khôi. Ta có tổng số quyển vỡ của hai bạn là 25 quyển. Số quyển vỡ của Minh là 10 quyển. Vậy số vỡ của Khôi sẽ là 25 10 bằng 15 quyển. Viết đáp số là các em đã hoàn thành bài giải rồi. Ở bài toán này, có bạn nào tìm số quả của Khôi trước không? Cho dù các em làm theo cách nào Thì cũng cần tìm được số vở của mình là 10 quyển vở Số vở của Khôi là 15 viện vở Thầy có lời khen dành cho những bạn có bài làm chính xác Vậy là để hoàn thành bài giải này Chúng ta cũng đã thực hiện 4 bước Bước 1 Vẽ sơ đồ Bước 2 Tìm tổng số phần bằng nhau. Bước 3 tìm số bé, tức là số vở của Minh. Bước 4 tìm số lớn, tức là số vở của Khôi. Các em cũng cần lưu ý là chúng ta có thể tìm số vở của Minh trước cũng được hoặc là tìm số vở của Khôi trước cũng được. Qua hai bài toán vừa rồi, chắc các em cũng đã nắm được các bước để giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỷ số của hai số đó. Chúng ta cùng nhắc lại nhé. Khi giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỷ số của hai số đó, ta làm những bước sau. Bước 1: Vẽ sơ đồ. Bước 2: Tìm tổng số phần bằng nhau. Bằng cách ta lấy số phần của số bé cảm số phần của số lớn. Bước 3, tìm số bé. Ta sẽ lấy tổng của hai số chia cho tổng số phần bằng nhau để tìm giá trị một phần. Lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé, ta sẽ tìm được số bé. Bước 4, tìm số lớn. Ta sẽ lấy tổng của hai số trừ đi số bé, ta tìm được số lớn các em cũng cần lưu ý là chúng ta có thể tìm số lớn trước, số bé sau. Để giúp các em thanh thạo các bước giải này, chúng ta cùng thực hành qua hoạt động luyện tập. Ở hoạt động luyện tập, chúng ta cùng tìm hiểu bài toán sau. Bài toán tổng, tổng của hai số là 333 tỷ số của hai số đó là 2 phần 7. Tìm hai số đó. Các em hãy đọc kỹ lại đề bài để xem bài toán cho biết gì và bài toán hỏi gì. Các em thấy đấy, bài toán cho biết tổng của hai số là 333. Tỷ số của hai số đó là 2 phần 7 và yêu cầu chúng ta tìm hai số đó. Như vậy, chắc em cũng đã đoán được đây là dạng toán gì rồi phải không nào? Chính là dạng toán tìm hai số, chi biết tổng và tỷ số của hai số đó. Các em hãy vận dụng những bước giải mà chúng ta vừa học để giải bài toán này nhé. Mời các em suy nghĩ và làm bài. Sau đây, chúng ta cùng xem cách dạy bài toán. Bước 1. Vẽ sơ đồ. Các em thấy, tỷ số của hai số đó là 2 phần 7. Nghĩa là, nếu ta coi số bé là 2 phần bằng nhau, thì số lớn sẽ là 7 phần như thế. Số bé, thầy sẽ biểu thị là đoạn thẳng, gồm 2 phần bằng nhau. Số lớn, thầy sẽ biểu thị là đoạn thẳng, gồm 7 phần như thế. Tổng của hai số là 333. Bài toán yêu cầu chúng ta tìm hai số đó, nghĩa là chúng ta phải đi tìm số bé và đi tìm số lớn. Bước 2, tìm tổng số phần bằng nhau. Ta sẽ lấy hai phần của số bé cộng 7 phần của số lớn. Ta tìm được tổng số phần bằng nhau là 9 phần. Các em nhớ là phải ghi đúng đơn vị ở bước tìm tổng số phần bằng nhau này. Bước 3. Tìm số bé. Ta sẽ lấy tổng của hai số là 333 chia cho 9. Chính là tổng số phần bằng nhau để tìm giá trị một phần. Lấy giá trị một phần nhân với 2 chính là số phần của số bé. Thực hiện bước này ra nháp, ta thấy 333 chia 9 bằng 37. 37 nhân 2 bằng 74. Vậy, ta tìm được số bé là 74. Các em lưu ý là cần thực hiện cẩn thận bước này ra nháp để tìm kết quả được chính xác nhé bước 4 tìm số lớn. Ta sẽ lấy tổng của hai số là 333 trừ đi số bé là 74 ta tìm được số lớn là 259. Viết đáp số là các em đã hoàn thành bài giải rồi. Ở bài toán này có bạn nào tìm số lớn trước số bé sau hay không? Cho dù các em làm theo cách nào thì cũng cần tìm được số bé là 74 và số lớn là 259. Thầy có lời khen dành cho những bạn có bài làm chính xác. Chúng ta vừa hoàn thành nội dung các bài toán. Để xem các em đã nắm được nội dung bài học như thế nào. Chúng ta cùng đến với hoạt động củng cố. Ở hoạt động củng cố, các em hãy trả lời câu hỏi sau khi giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó ta làm những bước nào các em hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi này nhé qua các bài toán của tiết học hôm nay thì tin rằng các em đã ghi nhớ được Cách giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó, ta làm những bước sau. Bước 1: vẽ sơ đồ. Bước 2: tìm tổng số phần bằng nhau bằng cách lấy số phần của số bé cộng số phần của số lớn. Bước 3: tìm số bé. Ta sẽ lấy tổng của hai số chia cho tổng số phần bằng nhau để tìm giá trị một phần. Lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé ta sẽ tìm được số bé. Bước 4. Tìm số lớn. Ta sẽ lấy tổng của hai số trừ đi số bé ta tìm được số lớn. Các em cũng cần lưu ý là ta có thể tìm số lớn trước số bé sau. Vậy là thầy và các em đã hoàn thành nội dung bài học tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó. Sau tiết học hôm nay, các em cần hoàn thành bài tập số 2, bài tập số 3 trang 148 sách giáo khoa toán lớp 4. Đồng thời, các em xem trước cho thầy bài tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó trang 150 sách giáo khoa toán lớp 4. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc thầy chúc các em luôn chăm ngoan học giỏi và không ngừng tiến bộ thầy chào các em